Triệu Lệ Dĩnh có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả yêu thích phim truyền hình Trung Quốc. Thành công vang dội với loạt cổ trang Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, mỹ nhân sinh năm 1984 nghiễm nhiên bước vào hàng ngũ tiểu hoa đáng của showbiz, trở thành nữ diễn viên quyền lực và có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Tuy nhiên, so với những nữ diễn viên cùng lứa tuổi như Dương Mịch, Angela Baby, Lưu Thi Thi, Ngeni, Triệu Lệ Dĩnh lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến ngoại hình. Nhan sắc và thân hình thực sự của cô nhiều lần bị lôi ra tranh luận gay gắt. Mới đây, một blogger vừa bất ngờ chia sẻ một số bức ảnh mà team qua đường chụp Triệu Lệ Dĩnh tại các sự kiện khác nhau. Hầu hết các bức ảnh đều có chất lượng thấp nhưng không thể phủ nhận thần thái của tiểu hoa showbiz khiến người đối diện cảm thán. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh sở hữu gương mặt nhỏ với đường nét thanh thoát trẻ trung, sống mũi cao, làn da mịn màng cùng đôi mắt to tròn, tạo cảm giác thiếu nữ dịu dàng. Ở người đẹp 8X tỏa ra loại khí chất trong sáng tươi trẻ vô cùng đặc biệt. Từng nhiều lần bị chê bai gầy trơ xương, kể từ sau khi sinh con đầu lòng, ai cũng nhận ra Triệu Lệ Dĩnh có thay đổi nhiều về vóc dáng. Cô vẫn rất mảnh mai nhưng trông tràn đầy sức sống hơn trước rất nhiều. Người đẹp khoe ra đôi chân thon dài cực phẩm, nuột nà với đầm ngắn bồng bềnh. Body của nữ diễn viên thực sự là quá xuất sắc. Với nhan sắc này, dễ hiểu vì sao mà từ sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh liên tục xuất hiện trên mặt báo với những lời khen tới tấp. Nhiều người nhận định ảnh chưa chỉnh sửa của cô diện mạo chẳng khác gì so với ảnh trên tạp chí hoặc do phóng viên chụp. Thậm chí có người cho rằng chính vì Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương về nhan sắc nên Phùng Thiệu Phong mới tiếc nuối. Đó cũng chính là lý do mà anh liên tục muốn hàn gắn với vợ cũ nhưng lại không được cô chấp nhận. Hơn thế, bố mẹ Phùng vốn không ưa Triệu Lệ Dĩnh nên chuyện quay về của hai người là không thể. Trước đó, trang 163 đưa tin, trong một bài phỏng vấn cũ của Phùng Thiệu Phong, khi được hỏi trong thời gian tới có bộ phim nào lên sóng không, nam tài tử đáp lại, có phim của thầy Triệu đó. Cách xưng hô của Phùng Thiệu Phong khẳng định rằng anh luôn coi trọng đề cao bà xã trong gia đình. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng cách xưng hô của Phùng Thiệu Phong dành cho vợ khẳng định cuộc sống trong hào môn quá lễ nghĩa. Thực tế, hiếm có người chồng nào gọi vợ như vậy ở ngoài đời. Thời gian này, Triệu Lệ Dĩnh đang gây bão màn ảnh nhỏ với bộ phim Ai là hung thủ. Lý do khiến bộ phim được kỳ vọng sẽ là bom tấn màn ảnh nhỏ trong giai đoạn cuối năm vì tác phẩm này có sự góp mặt của những ngôi sao thực lực. Đặc biệt có sự chỉ đạo của vị đạo diễn Tôn Hào. Ông cũng là đạo diễn của bộ phim Khánh Dư Niên từng làm mưa làm gió trên màn ảnh vào năm 2019. Tôn Hào cũng từng được đề cử ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Bạch Ngọc Lan với Khánh Dư Niên. Không chỉ vậy, Ai là hung thủ cũng là bộ phim thứ hai mà Tôn Hạo hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh sau dự án Thực Tập Sinh cách đây 6 năm. Mới đây, Tiêu Ương, một trong bộ ba của phim đã nhận lời phỏng vấn và chia sẻ vài điều về bộ phim cũng như dàn diễn viên. Đáng chú ý là khi nam diễn viên tiết lộ về Triệu Lệ Dĩnh. Cách đây vài hôm, đạo diễn Tôn Hạo, người cầm lái tác phẩm của chúng tôi chia sẻ, dù writing của Ai là hung thủ có khủng như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh và Động Tử Kiện nữa. Khi phóng viên hỏi nguyên nhân vì sao đạo diễn lại có suy nghĩ và quyết định như vậy, thì nam diễn viên Tiêu Ương khiến khán giả phì cười với câu trả lời. Đạo diễn nói rằng Triệu Lệ Dĩnh, Động Tử Kiện quá chăm chỉ, ngoài sức tưởng tượng của tôi, hai người bọn họ luôn đến phim trường sớm nhất, khiến chúng tôi có muốn ngủ nướng cũng không nỡ. Nếu có cơ hội hợp tác lần nữa thì họ phải mua cho đạo diễn cái túi giữ nhiệt hay chườm ấm gì đó, không thì thời tiết lạnh thế này sao mà dậy nổi. Dù là ngôi sao hạng A đình đám được săn đón nhất nghề hiện nay, nhưng Triệu Lệ Dĩnh không vì thế mà tỏ vẻ ta đây hơn người, vẫn đối xử với mọi người một cách ấm áp, chân thành, khiến đồng nghiệp và fan hâm mộ đều yêu quý cô. Tuy nhiên, bộ phim Ai là hung thủ của Triệu Lệ Dĩnh lại dính liên hoàn phốt trong thời gian qua. Mới đây nhất, một blogger đã phát hiện đoàn làm phim Ai là hung thủ tiếp tục bị tố sử dụng hình ảnh của Vu Hòa Vĩ và Vương Lệ Khôn để minh họa cho tình tiết vụ án giết người. Chưa kể trong tập trước đó, đoàn phim Ai là hung thủ bị netizen chỉ trích thậm tệ vì sử dụng hình ảnh cũ của Tống Thiến. Những hình ảnh trong vụ án mạng xuất hiện hình ảnh cũ của nữ diễn viên Tống Thiến ở sân bay nhiều năm trước. Theo đó, đoàn phim sử dụng hình ảnh của Tống Thiến xuất hiện tại sân bay vào năm 2012 để minh họa cho bức tường treo manh mối về nạn nhân của một vụ án giết người. Cụ thể, trong một phân cảnh, hình ảnh Tống Thiến được dán trên tường hồ sơ chứng cứ về vụ án giết người liên hoàn. Đáng nói, Tống Thiến không hề có liên quan gì đến đoàn phim Ai là hung thủ. Không thể chạy đâu cho thoát, chi tiết này nhanh chóng được netizen phát hiện và tung lên mạng xã hội. Với một bộ phim kinh phí lớn, quy mô hoành tráng, dàn diễn viên thực lực cùng với vị đạo diễn nổi tiếng, nhưng cách làm việc quá ẩu khiến vụ việc lập tức gây nên làn sóng tranh cãi.